Em làm sao mà định thế nào? Mày tạt xe tao mà định thế nào? Em có tạt gì đâu. Mày là tại sao dựa vào gì đó? Em tạt cái gì? Dạ. Anh cho em hỏi là em tạt anh cái gì? Mày xuống xe. Mày đi quay đi, mày xuống xe, mày tạt xe tao, mày xuống xe. Em tạt cái gì anh? Anh đuổi tao đi. Tao đuổi lên đây, tao đuổi mãi lên đầu xe mày. Em nói làm sao mà anh phải đuổi em? Em còn phải mày tạt xe tao, tao xin tao xin anh mày mày không để ý. Thế nào? Em đang không đuổi gì để xe sang đường ông tạt tao. Cái bịt mẹ thằng danh này. Ô, anh đang xúc phạm em đấy nhá. Em không làm gì anh đúng không? Mày là đi bẻ đi bẻ xe mày. Em và anh chưa va chạm với nhau phải không? Không phải. Mày xe tao mà bao lâu rồi? Em và anh chưa va chạm với nhau nhá. Anh không có quyền xúc phạm em. Đi bẻ mày xuống tao đánh mày luôn đấy. Anh đánh người không đơn giản đâu. Mày cứ đi bẻ tao đánh con mày xuống đi. Chợ không bán thịt người đâu. Đưa anh. Đánh con mày xuống đi tao đánh nhá. Xem tao đánh không? Chợ không bán thịt người đâu. Em không va chạm với anh nhá. Không cần phải nói nữa. Mày xuống. Em không xuống. Mày quay không? À. Rồi, anh cứ làm đi. Mày thích quay không? Em tội sợ gì mà em không quay? Đi bẻ vào tay con, mày tạt xe tao. Nhá. Mày vi phạm giao thông, mày tạt xe tao nhá. Chưa tạt thế nào cả, em còn... Ai là người làm chứng? Cơ quan nào làm chứng? Bố mày biết biển biển xe bố bộ hoan không? Anh gọi công an đi. Hả? Anh gọi công an đi. Anh gọi đi. Em không làm gì, em không va chạm, em không có muốn gây sự với ai. Thưa anh, mày như thế. Xe bố mày thì có mẹ mày biết đeo biển bộ hoan không? Em không cần biết anh là ai. Anh ạ, em rất chuẩn. Em rất chuẩn. Em chưa nói nào. Em không chống đối. Nhá. Mày đi đường, đi. Mày đi đường, mày đi đi. Nếu không sao thì em phải đi chứ, tội gì em phải dừng lại, đúng không? Nếu em không vi phạm gì, em được cái gì? Ôi, tại đâu? Ôi, ông quần mày. Đi chứ gì cơ, sao gì mà không đi? Mày đi đi. Này, đây là đất khách quê người, cho em nói anh biết nhá. Ôi, không phải nói nữa. Mày đi đi. Lách ra, ôi giời ơi. Ôi, lùi lại. Xe anh đã lùi rồi. Ôi. Giời ơi, sợ gì. Đi đi, ôi giời ơi. Mày thích quay không? Cho anh đến dậy. Vậy vứt xuống rồi, rồi anh vứt xuống rồi. Em vứt rồi. Vứt xuống rồi. Em vứt xuống rồi. Giời, trả lời đít tí đi lại còn. Cứ đi đây. Thằng nào thích nhảy vào thì nhảy. Bây giờ mày nào? Ồ, hay nhỉ, thì bẻ cứ lô nhỉ. Xe nó được vượt kìa. Bình thường thôi. Sang đây trái. Về đó. Về đây. Về nhanh. Sang đây trái phát nó lao ra đấy. Về đó. Ôi giời. Để cái gì? Nó ra rồi.